Hello anh em, lại chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của Tâm Sáng Tattoo. Ok anh em, có rất nhiều anh em trong thời gian qua đang thắc mắc hỏi là về một cái vấn đề vô cùng là gây tranh cãi cũng như là vô cùng là gây thích thú cho mỗi anh em trong cái lĩnh vực mà đam mê xăm hình nghệ thuật này, thì cái tình huống này là một cái tình huống cực kỳ là hay xảy ra, đó chính là: alo, em ơi, đến nhà xăm cho anh hình nhá. Dạ vâng, em tới ngay. Đó. Đó chính là một cái chủ đề, đó là chủ đề xăm dạo của chúng ta. Vậy xăm dạo chúng ta cần chuẩn bị những gì và chúng ta nên làm như nào để cho nó hợp lý? Nên sử dụng cái gì để đựng xăm? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em một cái tủ xăm, một cái hộp ấy, nói chung là một cái hộp này nó theo mình cũng 5-6 năm rồi, từ cái hồi mà mình rất chi là hay tung tăng hả, đi chỗ lọ đi chỗ chai để xăm dạo cho tất cả anh em bạn bè của mình ấy. Thì mình sẽ giới thiệu với anh em cũng như là hướng dẫn anh em, chia sẻ cho anh em cái quá trình xăm dạo cũng như là cái tủ đồ chúng ta sẽ lên chuẩn bị những gì nhá. Anh em chú ý xem hết video này, nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận những video tiếp theo và nhận những video sớm nhất và mới nhất của mình nhá. Và số tài khoản donate thì mình để ở dưới phần mô tả của video này, anh em nhớ vào donate cho kênh nhá. Xin giới thiệu với tất cả anh em, đây là chiếc hộp thần kỳ của Doraemon nhé. Và nó đang nằm trong tay mình. Đấy, các bạn có tin được không? Trong này chứa tất cả những gì mà chúng ta cần để đi xăm. Ok, có tin không? Không tin thì mình unbox cho tất cả anh em xem nhé. Xem trong này có gì. Ok. Bụi quá, bụi lắm anh em. Đấy, anh em thấy đẹp không? Đấy, trang trí theo kiểu Louis Vuitton không? Louis Vuitton nhá. Đấy, không phải trang trí theo kiểu là LVMH đâu. Đấy, mà Louis Vuitton đó, Louis Vuitton. Đấy, ok nhá. Đẹp tuyệt vời. Xin giới thiệu với anh em, đây là chiếc hộp Louis Vuitton của mình đây nhá. Đấy, thì nó sẽ gồm có 3 cái ngăn có thể kéo ra kéo vào như thế này, nằm ở vị trí hai bên. Đấy, còn phía dưới thì nó có một cái khoảng không gian trống ở đây. Đó, thì rất là rộng để cho anh em có thể để đồ. Vì cái hộp này nó theo mình rất là lâu rồi, 6-7 năm rồi, nên nó hẳn còn những cái vết tích của mực nó lem ra trong cái quá trình mình sử dụng ấy, mình dùng ấy thì nó bị lem ra đây. Đó, anh em đã sẵn sàng để unbox chiếc hộp thần kỳ này chưa? Hãy thử xem bên trong là có gì nhá. Anh em cần gì để khi mà đi xăm anh em sẽ chuẩn bị gì? Bây giờ mình sẽ mở ra này, anh em cần gì mình sẽ có đấy. Ok anh em, để đầu tiên về nói ấy, thì anh em nên, có phải anh em đang suy nghĩ và đang thắc mắc là mình sẽ cần kim đúng không? Có kim, rất nhiều kim. Đấy, kim. Vì mình sử dụng máy kim đạn nên mình sẽ sử dụng kim đạn anh em nhé. Còn anh em nào sử dụng máy kim dài thì anh em sẽ sử dụng máy kim dài. Ok, đây, kim đạn. Mực đúng không? Có mực. Mực là mực. Mực đây. Lại mực nữa. Và rất là nhiều mực. Đó, mực nữa này. Quá trời mực. Anh em bơi đi. Có kim, có mực rồi. Anh em đang thắc mắc là thế máy đúng không? Có máy luôn. Máy sử dụng kim đạn có.
Máy sử dụng kim dài có kim, có mực, có máy, đủ combo để chúng ta xăm chưa? Chưa đúng không? Chúng ta cần gì nữa? Nước pha mực màu, có nước pha mực màu. Nước pha mực đen trắng, có nước pha mực đen trắng. Để mà xăm, trước khi xăm chúng ta cần bôi một cái gì? Vaseline đúng không? Có vaseline, một hộp rất to. Anh em cần gì nữa để chuẩn bị trước khi xăm? Găng tay đúng không? Có găng tay. Quá trời găng tay. Rất nhiều găng tay. Và anh em cần chuẩn bị gì để có một hình xăm trên người? Có phải là sáp scan không? Không, đó chính là gel scan. Có luôn gel scan. Xăm xong anh em cần làm gì? Nước vệ sinh hình xăm. Green soap. Nước vệ sinh hình xăm. Blue soap. Mực đen Dynamic. Có Dynamic. Mực đen gel an. Có gel an. Anh em còn chuẩn bị gì nữa? Có kim, có mực rồi. Thiếu gì? Cốc đựng mực xăm đúng không? Có cốc. Cốc này. Rất nhiều cốc. Cốc tiếp lại. Rất nhiều cốc. Còn anh em nào, còn khách cảm thấy đau quá thì sao? Đau quá thì ủ tê đúng không? Có thuốc tê. Một thuốc tê. Hai thuốc tê cho hai ông. Bốn thuốc tê cho hai ông. Hoặc là năm thuốc tê cho một ông nếu như ông ấy yếu điện. Một ông nếu như ông ấy yếu điện. Để cho máy luôn sạch sẽ thì sao? Thì chúng ta còn chuẩn bị gì? Quận bọc tay cầm. Bọc luôn cả máy. Đấy, bọc thoải mái, bọc luôn cả cái dây dẫn điện để chúng ta cài vào máy. Ok. Chúng ta cần gì để ủ tê, để cuốn tê vào? Băng dính để dính vào. Thậm chí Đâu nhỉ? Cái này thì to lắm, mình phải mang ra bên ngoài anh em ạ. Xin giới thiệu với anh em, đây là một cuộn bọc ni lông. Cuộn này cực kỳ là to và dùng rất là chi là lâu. Nó khoảng 190 mấy đến 200 nghìn thôi, quay đầu thôi. Mà anh em dùng rất là lâu. Khi mà anh em không mua được cái cuộn to này thì anh em có thể ra siêu thị anh em mua cái cuộn bé và anh em mang theo nhé. Đấy, để khi mà ủ tê xong ấy thì chúng ta có thể là chúng ta lấy cái màng bọc thực phẩm này anh em bọc vào, sau đó lấy băng dính vào là xong. Đấy, khi mà anh em lấy băng dính vào rồi ấy thì anh em dính chặt vào rồi ấy thì anh em lấy gì để cắt băng dính? Lấy răng à? Không, dùng kéo nhá. Tiếp theo, khi mà anh em muốn đổi tông mực từ mực màu sang mực đen trắng, hoặc là từ tông nóng sang tông lạnh thì anh em sử dụng gì? Cốc rửa kim nhá. Cái cốc này thì anh em chỉ việc là ở những cái quầy bán phụ tùng, giả dụ như bán cốc nhựa rồi thì bát đũa, hoặc là những cái nơi mà người ta bán băng dính, keo dính các thứ ấy, người ta bán cái này rất là nhiều. Đấy, cốc này cực kỳ rẻ, anh em mua cái loại nhỏ nhỏ như của mình này, sau đó anh em mang đi theo nhá. Cái cốc này thì anh em thứ nhất là anh em mang đi nó vừa nhẹ, vừa gọn và nó vừa tiện. Đó, anh em chỉ việc lấy nước lọc. Nước lọc mình uống ấy, anh em đừng lấy nước lã. Khi mà anh em lấy nước lã thì trong cái nước lã nó có vi khuẩn nhiều hơn, và nó có những cái thành phần ở trong cái nước lã chưa được lọc ấy, nó sẽ không tốt cho cái làn da của mình, cho cái vết thương hở của mình anh em nhé. Đó. Ok anh em, đó là tất cả những gì mà khi mà chúng ta cần để chuẩn bị đi xăm. À chết mẹ, còn quên một thứ, đó chính là xe. Anh em nên chuẩn bị một con xe để trước khi đi xăm nhé. Ok anh em. Tên tên, đó là tất cả những gì anh em cần. Đây là tất cả những cái món đồ mà anh em cần để trước khi đi xăm nhé. Đi xăm dạo, mình đi xăm dạo thì mình cũng chuẩn bị như thế này thôi. Đấy, tất cả những gì anh em cần đang có thì nó đang ở đây. Ok.
Và đặc biệt đây là chiếc hộp của mình. Vì nó theo mình 6-7 năm rồi ấy, nên nó rất là cũ kỹ rồi, nhưng mà nó vẫn sử dụng được anh em nhé. Đấy, nó còn bung cả khóa rồi này. Ngày xưa ở đây thì nó có cái khóa bằng số ấy, nhưng mà mình quên số nên mình cậy luôn cả số đi, thì anh em chỉ việc bập vào là xong này. Đấy, sau khi anh em cần, anh em chỉ gạt cái này ra này, gạt ra đấy thì nó sẽ tự bung ra. Đó. 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 Ok anh em. Ổn không anh em? Chúc anh em có những chuyến đi xăm dạo thật là vui vẻ và đầy đủ đồ nghề, đừng quên gì anh em nhé. Thì về cái cách sắp xếp ấy để đồ dùng thì bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bỏ, ở đây chúng ta có một cái chai nước tạo bọt, nước vệ sinh hình xăm, nước vệ sinh hình xăm là dạng xịt, thì chúng ta sẽ bỏ vào trước. Sau đó đến mực. Mực thì ở đây mình có hai chai mực Dynamic với lại Dion. Anh em chú ý là đối với hai chai mực đen trắng mà mình mang đi xăm ấy thì anh em phải cuộn chặt vào nhá. Cuộn chặt vào, thứ nhất là để giữ cho cái đầu của cái lọ mực kia nó đỡ bị té mực ra, hoặc là trong cái quá trình mà mình vận chuyển ấy nó bị sóc, nó bị văng mực ra, nên anh em phải cuộn thật chặt vào nhá. Thì khi đó là nó sẽ đảm bảo vệ sinh và chất lượng, cũng như là mực nó không bị văng ra khỏi cái chai mực của mình. Ok anh em. Đấy, gieo ăn thì mình bỏ tiếp vào cùng theo một chiều với lại chai nước rửa hình xăm. Tiếp theo là chai nước rửa hình xăm dạng bọt tiếp, mình sẽ để lên góc trên. Chai Wap Scan, Gel Scan, mình sẽ để vào vị trí, cài vào cái vị trí trống này. Đó, như phía dưới thì chúng ta sẽ được một cái vị trí hết ở phía dưới rồi. Còn những cái phía trống này nhá, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta sẽ nhét găng tay vào. Chúng ta sẽ bỏ găng tay vào những cái chỗ trống này nhá, để cho nó lấp đầy vào những cái chỗ trống ấy, để trong cái quá trình mà mình vận chuyển ấy thì nó sẽ không bị sóc cái lọ mực lên. Tại vì mình phải di chuyển xa. Khi mà mình di chuyển xa ấy, thì những cái chai mực, những cái lọ mực ấy nó sẽ bị sóc lên, và có thể là khi mà mình vặt không chặn đấy, vặt vặn không chặt là nó sẽ bị mực nó sẽ bị lem ra ngoài. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ để tiếp theo chính là Vaseline này. Vaseline thì chúng ta có thể dùng hộp to, hộp bé đều được nhé. Ở đây mình sử dụng hộp to luôn. Đấy, hộp to này là dùng rất là ok, anh em mua một hộp to anh em dùng thoải mái. Rồi cái gì nữa nhỉ? Anh em cần chuẩn bị những gì? Đấy, băng dính thì mình có thể là dùng luôn cả cái cuộn băng dính to luôn nhé. Băng dính. Có băng dính thì tất nhiên là phải có kéo, chúng ta sẽ mang theo một cái kéo để cắt cái băng dính này, cũng như là cắt cái hình xăm mà chúng ta cần phải sử dụng nhé. Tiếp theo ở đây có một chai nước pha mực màu. Một chai nước pha mực đen trắng. Đấy, của Sơn Én. Pha mực màu hay pha mực đơn trắng ấy, thì anh em chỉ cần sử dụng một cái chai này tầm khoảng 4 OZ hoặc là 2 OZ là anh em mang đi, anh em xăm thoải mái rồi nhé. Không cần mang nhiều đâu anh em ạ. Đấy, còn mực đen trắng có rồi. Và bây giờ mình sẽ sắp xếp mực màu. Mực màu như nào? Mực màu thì ở đây chúng ta sẽ có 3 ngăn. Thì bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp mực màu. Đấy, thì chúng ta sẽ dàn ra, làm một hàng dọc trước. Sau đó là vị trí hàng trên này chúng ta sẽ sử dụng là một hàng ngang tiếp. Chúng ta sẽ chèn vào đây. Đấy, chúng ta sẽ để như này. Là chúng ta là khi mà anh em để sắp xếp như này thì anh em sẽ để được khá nhiều này. Đó, 3 hàng luôn. Là trong cái quá trình anh em sử dụng là quá là thoải mái luôn. Anh em khi mà anh em đi xăm mực màu ấy, thì anh em phải biết là trong cái quá trình mình xăm ấy, là mình đang xăm cái hình gì và mình cần sử dụng màu gì, để anh em mở tủ ra anh em lấy màu anh em mang đi. Chứ không mình mang thừa đi thì nó lại tốn diện tích nhá. Và nó tốn, thứ nhất là tốn diện tích, thứ hai là
là không dùng tới ấy, thì nó chả để làm gì. Đó, vậy là xong một màu. Đó, tiếp theo về cái ngăn còn lại. Ngăn còn lại thì ở phía dưới cùng này, ở phía dưới cùng thì mình khuyên nên anh em nên để máy nhá. Tại vì máy thì mình nên để phía dưới này, sau đó máy mình để phía dưới. Còn ngăn phía giữa này mình có thể mình để T này, để T. Và cuộn bọc tay cầm. Đấy, trong cái quá trình mình sử dụng, mình nên sử dụng cái cuộn bọc tay cầm này nhé, để cho nó vệ sinh, để đảm bảo vệ sinh, cũng như là khi mà mình cuộn cái tay cầm vào thì máy của mình nó sẽ rất là được cầm, mình cầm nó rất là chắc ấy. Khi mình cuộn vào đây thì cái tay cầm của mình cầm nó sẽ rất là chắc. Đó, còn tùy thuộc vào anh em, tùy thuộc vào anh em là anh em đang xăm kim máy kim đạn này hoặc là máy kim dài. Đấy, thì anh em có thể là sắp xếp kim vào trên tô còn lại. Ví dụ như anh em sử dụng là kim đạn thì đây là cái vỉ kim đạn này, anh em có thể là sắp xếp kim đạn vào đây. Tầm khoảng anh em mang đi mỗi một cái kim anh em mang đi tầm khoảng 1-2 mã. À, mỗi một mã kim anh em có thể mang đi 1-2 cây. Đấy, thì anh em cứ sắp xếp vào đây thôi. Đấy, một ngăn này sử dụng kim là quá là thoải mái rồi anh em ạ. Rồi, ok. Còn cốc đựng mực thì chúng ta có thể để lốt lên cái phần vị trí trống này. Đấy, vị trí trống của máy này. Hoặc là vị trí của cái ngăn đựng tê. Đó, vậy là quá là thoải mái rồi. Kéo thì chúng ta để đâu cũng được, để luôn vào cái phần đựng kim này đi. Rồi, ok. Chúng ta còn thiếu gì nữa nhỉ? Nước rửa hình xăm, nước pha mực trắng, nước pha mực màu, màu, găng tay, tê, băng dính, keo, vaseline, cốc, đó. Còn một cái nữa là anh em không thể thiếu, đó chính là cốc. Cái cốc này là chính là cái cốc mà rửa kim. Anh em nên chuẩn bị sẵn một cái cốc rửa kim này nhá. Chứ đừng, anh em đừng khi mà tới nhà khách rồi anh em mới lấy cái cốc rửa, anh em mới lấy cái bát ăn cơm hoặc là lấy cái cốc uống nước của khách anh em rửa kim, như thế thì nó không ok lắm. Đấy, anh em cứ lên chuẩn bị cái sẵn một cái cốc nhựa nhỏ này để anh em đựng nước vào để anh em sử dụng anh em rửa kim nhá. Ok anh em, vậy là xong, mình đã xong cái quá trình mà mình chuẩn bị một cái hộp để chúng ta chuẩn bị đi xăm. Ok chứ anh em? Đấy. Sau đó chúng ta việc chỉ việc đóng vào và xách đi xăm, thế là xong. Ok. Nói một lúc mệt phết rồi anh em. Đấy. Anh em thấy ổn chưa? Đã hài lòng chưa với kết quả mà mình nhận được trong cái video này chưa? Đừng quên để lại một comment và ý kiến của mình ở phía dưới comment nhé. Ok anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để nhận được những video sớm nhất và mới nhất của Tâm Sáng Tattoo nhé. Đó, Tâm Sáng Tattoo chia sẻ những kiến thức hết mình tận tâm cho tất cả anh em xem. Vậy mà anh em không đăng ký kênh thật là quá buồn và lãng phí. Đó, nhớ đăng ký kênh và donate cho kênh nhé, để kênh ngày càng phát triển. Ok, bye bye và hẹn gặp lại tất cả anh em ở video tiếp theo của Tâm Sáng Tattoo. Bye bye và hẹn gặp lại. Thôi bye bye anh em nhé, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nhé. Bây giờ mình dọn đống này để đi, rồi đi nấu cơm cho vợ đây. Vợ kêu quá rồi. Bye bye, hẹn gặp lại nhá.